Xin chào các bạn. Và tuần này chúng ta lại quay trở lại với công thức làm bánh từ các loại rau củ quả hạt. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm món bánh gọi là bánh cầu vồng. Bánh cầu vồng tức là sao ạ? Chúng ta sẽ có một lớp nền bánh làm bằng các loại hạt và sau đó chúng ta sẽ có thêm 5 lớp kem ở phía trên. Chúng ta sẽ có 5 loại rau củ quả để tạo ra 5 màu chính cho chiếc bánh. Chúng ta sẽ cần những nguyên liệu như là chúng ta sẽ có màu đỏ từ dâu tây, sẽ có màu cam từ cà rốt, sẽ có màu vàng từ trái xoài. Chúng ta sẽ có màu xanh từ bột, bạn có thể chọn nhé, từ bột matcha này, hoặc là bạn có thể chọn từ những cái bột, từ những cái loại rau thực vật màu xanh có bán sẵn ở trên thị trường cũng được. Ví dụ như là bột mạ lúa mì này, hoặc là bạn có thể cho vào thêm cả tảo này, hoặc là từ cải xoăn, cải bó xôi, tất cả những loại nào màu xanh cũng đều được cả. Và chúng ta sẽ có màu tím sẽ được tạo ra từ dâu tằm. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành làm nhé. Và bạn sẽ thấy rằng là chúng ta lại tiếp tục làm một món bánh mà không cần bột mì, không cần lò nướng, không có đường. Nó vẫn đầy đủ tất cả những cái mùi vị và có những cái hương thơm rất là thiên nhiên mà không thể nào có được, không thể tìm kiếm được ở những cái loại hương liệu nhân tạo. Bởi vì cái vị thơm và cái độ ngọt của những loại rau củ quả thiên nhiên, nó có một cái mức độ của nó rất là vừa phải, phù hợp với cái khẩu vị của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thân bánh nhé. Và trong phần thân bánh ấy, thì có một cái điều đặc biệt mà Anna cần phải mật bí cho các bạn. Đó là lần trước á, là chúng ta đã cùng nhau làm sữa hạnh nhân. Và khi làm sữa hạnh nhân á, thì với cách làm của Anna là chúng ta không sử dụng máy xay mà chúng ta sử dụng máy ép. Bằng cái cách mà sử dụng máy ép thì ngoài việc chúng ta lấy được sữa thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái mà người ta gọi là cái bã của hạnh nhân. Và mặc dù là cái bã của hạnh nhân nhưng mà nó rất là thơm ngon nhé. Nó có một cái mùi thơm và một cái vị bùi và béo cực kỳ đặc biệt. Và chúng ta sẽ sử dụng nó làm cái phần thân bánh của cái món bánh cầu vồng này nhé. Rồi, phần thân bánh của chúng ta sẽ gồm có bã của hạnh nhân sau khi đã ép lấy nước này. Mình sẽ có thêm là óc chó. Mình sẽ có thêm trà là. Chúng ta sẽ cùng nhau làm phần thân bánh của bánh cầu vồng nhé. Và chúng ta đã xay xong được cái phần thân bánh. Bây giờ chúng ta sẽ cho thân bánh ra ngoài nhé. Đây. Hôm nay thì Anna sẽ cho thân bánh vào trong cả cái khay đựng bánh và sẽ cho luôn cả vào trong ly nữa. Thì bởi vì bánh của chúng ta nếu như chúng ta muốn ăn thì chúng ta phải, nếu mà chúng ta lấy ra và muốn nó cứng thì chúng ta phải để trong tủ lạnh khoảng 4 tiếng. Còn nếu như bạn muốn ăn sớm hơn và ăn mềm mềm thì bạn có thể ăn trực tiếp vào trong ly luôn. Như vậy là chúng ta đã làm xong phần thân bánh và thân bánh đã được để sẵn ở trong khuôn như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm đến phần kem. Và đầu tiên với màu đỏ chúng ta sẽ sử dụng dâu tây nhé. Và để mà làm kem dâu tây, do bản thân dâu tây có một cái vị hơi chua cho nên là chúng ta sẽ cần một ít trà là. Đây, chúng ta sẽ cho dâu tây vào. Ok, vậy là chúng ta đã làm xong lớp kem dâu. Bây giờ chúng ta sẽ cho lớp kem dâu này phía lên trên bánh nhá. Vậy là chúng ta đã làm xong lớp đầu tiên là lớp màu đỏ từ dâu tây. Nếu như bạn muốn ăn nhiều dâu tây hay ít dâu tây thì bạn có thể làm cái lớp bánh này mỏng hay dày nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến lớp thứ hai là lớp màu cam. Màu cam thì mình sẽ làm từ đu đủ.
Và với đu đủ thì chúng ta không cần phải cho thêm nguyên liệu gì hết, vì bản thân đu đủ đã có vị ngọt tự nhiên của nó rồi. Chúng ta sẽ cho đu đủ vào và chúng ta xay thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm đến một lớp thứ ba, đấy là màu vàng. Màu vàng chúng ta sẽ làm từ xoài nhé. Vậy là chúng ta đã xong 3 lớp kem rồi, lớp màu đỏ, lớp màu da cam và lớp màu vàng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lớp màu xanh nhé. Và lớp màu xanh thì chúng ta sẽ dùng cần nguyên liệu là chuối và một cái bột màu xanh làm từ tảo lục hoặc là từ mạ lúa mì hoặc là từ matcha, hoặc bạn cũng có thể dùng từ các cái loại rau như là cải xoăn và cải bò xôi. Tuy nhiên nếu bạn dùng matcha thì nó sẽ hơi chát một chút, cho nên là mình khuyến nghị là nên dùng cái bột màu xanh từ những cái loại còn lại nhé. Và chúng ta đã xong được lớp thứ tư là lớp màu xanh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang lớp cuối cùng nhá, là lớp thuộc cái nhóm màu tràm tím nhá. Chúng ta để có màu đó thì chúng ta sẽ sử dụng dâu tằm nhá. Và vậy là chúng ta đã xong tất cả các lớp của bánh kem cầu vồng rồi. Chúng ta có lớp màu đỏ này, có lớp màu da cam này, có lớp màu vàng này, có lớp màu xanh này, và chúng ta có lớp cuối cùng là lớp màu tràm. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trang trí một chút hoa cho phía trên của bánh nhé. Ten 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 ten. Và đây là hình ảnh về chiếc bánh cầu vồng của chúng ta. Lần này thì Anna đã làm cho các bạn trong hai cái hình thức khác nhau. Một là mình sẽ làm ở trong chiếc ly như thế này, bạn sẽ có nhìn thấy rằng là khi mà bánh của mình ra thì nó sẽ có đầy đủ màu sắc như là một chiếc cầu vồng xinh đẹp như thế này. Ngoài ra khi mà bánh của mình đã được để trong khay rồi, và khi mà mình muốn bánh của mình đã được trang trí xong, bánh này mình sẽ để trong tủ lạnh và trong ngăn đá khoảng 4 tiếng, và khi mà bạn mang ra thì mình lại có thể sử dụng trong những bữa tiệc như là một loại bánh sinh nhật hay là bánh trong những dịp liên hoan cuối năm nhé. Và bạn thấy rằng là chúng ta làm bánh từ các loại rau củ quả thiên nhiên. Chúng ta không cần phải sử dụng đường, không cần phải sử dụng bột mì, mình cũng không cần phải chịu nóng ở trong lò nướng, mà chúng ta vẫn có những cái bữa ăn vô cùng đa dạng và dễ dàng chế biến. Con của chúng ta sẽ rất là thích cái loại bánh cầu vồng này, vì đối với trẻ thì màu sắc là một điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Và chúng ta cũng không cần phải sử dụng hóa chất, đúng không ạ? Bởi vì là những cái màu tự nhiên của thực phẩm đã là vô cùng đẹp rồi. Màu tự nhiên á, vô cùng tươi sáng rồi. Và nếu như các bạn thích chiếc bánh cầu vồng này, nếu như các bạn cảm thấy thông tin mà Anna vừa chia sẻ là hữu ích, thì xin hãy cho Yobo một like, một share. Xin hãy đăng ký và rung chuông trên kênh YouTube của chúng tôi để Anna có thêm động lực nhanh chóng làm những clip tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một công thức làm bánh, hoặc là một món ăn nào đó, hoặc là một công thức nước uống nào đó trong tuần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.